Mình vừa gọi là bày trí ra cái món là xương rồng các bạn nhá. Bạn ăn món này là chưa? Chưa. Xin chào tất cả các bạn nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của bố con nhà mình. Các bạn thì hôm nay thì buổi trưa các bạn ạ, thì mai bố con mình ra đây review cho các bạn xem là cái chuồng bò chuồng lợn này mình vẫn nhắc cái công trình mới của gia đình mình. Bây giờ kiểu nó cũng sắp được hoàn thiện phải không bố? Bố có gì bố giới thiệu các bạn không? Tường thì vẫn chắc là tầm theo ngày mai là xong hết bố nhỉ? Đấy mọi người ạ, đây, trưa mai mình lấy cái chuồng bò làm chuồng bò ở ngoài kia căng cái bạt bò ở như khổ quá mọi người ạ. Bây giờ mới xây xong mấy ngày hôm nay các bạn ạ. Đấy còn cái tường rào này chắc là mai nữa, đứa mai xong hết không bố? Ngày mai. Đấy các bạn nhá, đây là sáng ngày đóng cái mái này phải không? Chiều hôm qua sáng ngày đóng cái mái này. Cũng làm cái công trình này cũng khá là lâu rồi bọn nhỉ. Có là nhiều thời gian bố con mình cũng không có đi quay được nhiều cái video gì nó gọi là nó hay cả. Đang định là trước mê kiểu đang có cái gì nhỉ? Dỗ tổ Hùng Vương bố nhỉ? Ờ, đang mê là khai mạc. Mà định đi quay nhưng mà kiểu đang bận làm thì không có đi quay được các bạn ạ. Đấy, rất là tiếc luôn. Thì vẫn kiểu đang bận làm cái công trình này các bạn. Đấy thì ở ngoài vườn nhà mình đây. Hôm nay đứng khá là mát luôn. Lễ hội đền Hùng mọi người đến có khi là vào thứ bảy chủ nhật thì bố con mình cũng có cũng vào hội như là Dỗ tổ Hùng Vương. Đấy thì đấy bạn nhé, cho bạn xem toàn bộ khung cảnh đây này, cái chuồng này. Hai cái chuồng này chuồng bò phải không bố? Ừ. Hai cái chuồng này là cái từ đây mới cái kia này chuồng bò này. Còn cái này là sẽ là chuồng lợn phải không bố? Chuồng lợn. chiều mai với ngày mai chắc là xong cái bức tường này là xong hết bố nhỉ. Ừ. Kia vẫn còn khá nhiều gạch luôn, xây tốn công quá, mất nhiều thời gian quá. Vậy thì nhờ mọi người thấy thế đây không có tiền nên mà đâu bố làm lấy. Vậy thì hôm nay thì mình vừa mới gọi là có một cái khá là hay, mình vừa mới đi ở ngoài đường á thì mình có gọi là hái được một cái món đó chính là cái xương rồng bạn nhá. Thì mình cũng chưa ăn thử bao giờ thì mình thấy các bạn trên mạng ăn khá là ngon, các bạn Thái Lan ạ. Nhưng một số các YouTuber khác làm cái video này ăn khá là ngon. Kiểu là người ta quay lại khá là hay ấy. Thì hôm nay thì bố con mình sẽ ra ngoài vườn để thử ăn cái món là xương rồng các bạn nhé. Xương rồng chấm với cả muối ớt. Mình cũng chưa ăn thử bao giờ đâu các bạn nhé. Chưa ăn thử bao giờ luôn. Cái xương rồng này như là cái xương rồng thay thỏ ấy. Bố ăn cái xương rồng này bao chưa bố? Chưa. Chưa đúng không? Thì ở kia thì mình vừa mới chuẩn bị sẵn một gọi là một gọi là vài cái xương rồng với cả muối ớt này kìa. Thì bây giờ bố con mình sẽ ra ngoài này để thưởng thức các bạn nhé. Ok tất cả các bạn nhá. Thì bây giờ mình vừa gọi là bày trí ra cái món là xương rồng các bạn nhá. Bố ăn món này là chưa? Chưa. Đấy thì đây mình đã chuẩn bị thêm là hai cái miếng xoài này các bạn nhá. Hai cái miếng xoài nữa này, rất là to luôn. Với cả xương rồng. Đây là cái đĩa muối ớt này. Ở trên này thì mình vừa rắc một ít ớt vào cho nó đẹp các bạn nhá. Đây muối ớt các bạn nhá. Hai bố con mình là lần đầu tiên ăn thử là xương rồng các bạn nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ cho bố mình ăn thử cái này các bạn nhá. Bố ăn thử cái này bao giờ chưa? Là mình thấy khá là nhiều bạn ở trên. Lúc ấy cái này thì mình rửa sạch các bạn nhá, rửa sạch với cả mình bóc hết gai rồi. Lúc ấy thì mình có nếm thử một tí là mình thấy cảm giác cái vị nó chua chua rồi các bạn ạ. Không biết được như thế nào. Đấy, con sẽ gai chắc này phải bố ăn thử xem. Bố cầm này, ăn thử. Mời mọi người dùng thử nhá. Mình hôm nay cũng mới lần đầu tiên mọi người nhá. Ngoài hiện tại bố con mình quay vào buổi trưa các bạn ạ. Chắc là chua lắm, chắc cũng không biết là có ngon hay không. Chắc chắn là cái loại hoa quả thì bố mình chắc kiểu cũng không thích ấy các bạn. Cũng không thích rồi. Kiểu xoài chua các thứ thì bố cũng có thích đâu. Cảm giác nào không? Chua chua kiểu như là dứa mọi người ạ. Đấy. Ok mình xin mời các bạn nhé. Xương rồng chấm muối ớt các bạn. Mình xin mời các bạn nhé. Nó kiểu như là dứa. Ăn giống đúng rồi. Chua chua. Không ngon đấy các bạn. Ngon rồi. Không ngon là cảm giác mình ăn nữa mà. Ăn nó chua chua rồi các bạn. Nhìn thì nhìn đẹp quá, nhìn kiểu nhìn bề ngoài thì nó đẹp đấy các bạn nhá, nhưng mà ăn nó chua chua, nó ăn nó kiểu gì nhỉ, quét tí ớt đó mà đúng cái vị là dứa quá nhỉ, còn chua như kiểu nhai lá dứa. Cái lá dứa bạn nhá, cái lá dứa mà khi mình có cái quả dứa ấy, nhưng mà mình cái lá nó ăn được, kiểu mình bóc cái gai đi nhỉ? Vị giống mỗi nhỉ, giờ mình rất là lá dứa mà hả, đúng chưa đúng rồi đi.
phải ăn thử. Đây các bạn nhá, đây là cái lá dứa này. Cái lá dứa này không biết các bạn ở chỗ các bạn như thế nào, chúng mình ngày trước là mình hay gọi là đi thả bò là hay lấy vặt cái lá này xong rồi nhai các bạn ạ. Đấy, nhai kiểu nó vừa như cái vừa đấy. Đây mình sẽ nhai thử luôn cho các bạn xem cái lá dứa này. À, mình thấy nhiều bạn bảo ăn cái này cũng ngon, là thấy nhiều người nước ngoài ăn ngon đấy các bạn. Mình hái về ăn thử nhưng mà người ta ăn nó quen rồi. Biết rồi như là rồi. Ừ. Y xỉu rồi bạn. Lá dứa này. Ừ. Giống như lá dứa nhỉ. Y hệt con mà cái lá dứa nó dai hơn mình phải nhả bã, còn cái này thì mình nhai được cơ. Thế là làm cả món xào các bạn. Xương rồng xào. Ừ. Ê bố ăn cả này chứ. Ừ. Mình bố mình làm miếng xoài các bạn. Tí nữa ăn tiếp còn 3 miếng xương rồng nữa cơ. Lúc mình hái thì mình có nếm thử một vị và mồm thì mình thấy nó đúng thật, nhưng mà bây giờ mới nhớ ra là giống vị lá dứa. Bố mình nói bây giờ mình cảm thấy là nó giống các bạn ạ. Nếu hôm nay gió mạnh thật các bạn. Gió mạnh. Đã chuẩn bị mưa. Đáng lẽ là nếu mà ví dụ mà nhà mình mà không xây cái tường rào này á, mới cả cái chuồng lợn này á, thì bố con mình sẽ vào đền Hùng quay cho các bạn xem nhá. Tại vì sắp mùng 10 tháng 3 rồi, gọi là cũng bên trong ấy cũng khá là nhiều cái trò vui đấy. Về mùng 7 rồi. Hôm nay là mùng 7 rồi. Mọi năm là như này là gọi là như này nhỉ? Hôm nay là tỉnh khai mạc lễ hội. Người ta khai mạc. Chống này, mời các bạn nhé, ăn miếng xoài. Khai mạc lễ hội đền Hùng. Ừ. Quốc gia du lịch, quốc gia lễ hội đền Hùng. Ở khu Nghĩa Lĩnh. Đền núi Nghĩa Lĩnh nữa không? Núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy Cương. Xã Hy Cương là gì đó? Thành phố Việt Trì. Xoài ăn ngon hơn xương rồng các bạn. Xương rồng ăn ngon, thực sự ăn không ngon, chán lắm. Đúng là mình mới phải chuẩn bị thêm hai miếng xoài nhá các bạn, đây xương rồng nhá. Nhìn có vẻ khá là đẹp luôn. Rồi mình sẽ cắt ra miếng nữa xong. Thế mà đây cũng cái này như là xương, nó tên là xương rồng tai thỏ. Xương rồng tai thỏ. Rất qua đi. Con bố làm một miếng nữa. Ừ. Ai mà đi hội lễ hội đền Hùng, người đi đường cao tốc gầm vặn ngược xuống là cứ đến cây 58 là xuống là như xong. Đi xe cam cây 58 là bắt xe vào. Không, đi xe khách chứ. Ừ. Đi xe khách mà. Ừ, chả là những thanh niên mà đi xe vặn ngược đi xe khách đi đường cao tốc ấy, đi xe Hà Nội ấy thì xuống cây 58. Mùng 10 mới đông quá nhỉ. Mùng 10 mới đông. Sao mà mình chín rồi. Mình chín rồi. À, già quá. Hơi già. Dỗ tổ là chính thức là ngày mùng 10 tháng 3. Ừ. Năm nào cũng gọi là đông nghẹt người luôn các bạn. Bây giờ trưa nắng không có nhưng mà chắc là kiểu râm các bạn. Nếu hôm nữa thứ bảy chủ nhật nó râm nữa thì đường ở gần nhà mình gây nhiều nằm ở tắc đường ạ. Tắc đường mà. Uầy, cái quá. Đấy. Từ nhà mình đây cách đây vào hội khoảng 3 cái số mới tắc đường từ ngoài này rồi. 3 cây mà. Mình bây giờ mình ra ngoài đường cái bây giờ là ấy luôn mà đi một tí là tới mà. Ngày trước bé là háo hức đi hội các bạn. Bây giờ cảm giác chán ấy. Kiểu nhà mình gần đây thích đi lúc nào đi. Ôi đúng rồi, bị gai xương rồng cắm sâu hết nhỉ, không biết. Ui. Có khu Nghĩa Lĩnh. Hầu như là nhà mình nữa chọn đi toàn đi vào cái gọi là trước hoặc sau để tầm ấy đi nó vãng người quá nhỉ. Ừ, con nó đi vào như là mọi năm đi kiểu ấy lắm.
đông người lắm, chăn người, chỉ có chăn người làm gì đâu. Đúng không? Ngọ ngồi vườn này mát rồi các bạn. Mà với một chuyến là trong hội lại không có mấy người, với một chuyến là ngợi đủ dung về thành phố bắn pháo hoa rồi nhỉ, bắn pháo hoa tối mùng 9 này công viên Văn Lang đúng không, khu Văn Lang, công viên Văn Lang là bắn, là bắn pháo hoa đấy, tối mùng 9 bắn đẹp đấy. Nếu mà rảnh, ôi gió thì cho mày tối mùng 9 nếu mà kiểu rảnh bố con mình đi xuống quay video các bạn xem này. Công viên Văn Lang bắn pháo hoa đẹp lắm các bạn, khu Văn Lang thành phố Việt Trì đây. Cái xương rồng này các bạn ăn nó chua chua các bạn. Ăn nó tươi nữa, ăn y hệt cái đá dứa không? Vớ thì cái đá dứa luôn. Xương rồng. Đây còn có làm tiếng xoài này, có người miếng này nữa. Đấy, mọi người ai mà... Quán bỏ không? Bỏ hay nào? Được, bỏ hết rồi. Thôi chứ. Nè. Quán bỏ ăn luôn. Mọi người ai mà đi đến Hùng vào tối mừng chín bắn pháo hoa ở thành phố Việt Trì, khu Văn Lang là tối đông. Văn nghệ ở khu sân khấu không mấy cũng đẹp bay tối mới mà đi đẹp bay bốn nhỉ, đông lắm, đông lắm, đông lắm. Xương rồng làm cái dạo ăn xương rồng ăn xoài quá. Có khi nhiều người chưa biết Đền Hùng ở đâu. Nhưng mà nói vào các bạn ở xa ấy, ví dụ ở miền Nam hay là miền Tây ấy, là ít khi đi. Có biết thế nhưng mà kiểu đa phần là ngày 10 tháng 3 tám nước nghỉ làm rồi nhá. Học sinh là một người là công nhân viên chức là rất được nghỉ. Rất nghỉ làm rồi đâu ạ. Thì pháp hành người mắc quá. Còn toàn ớt chứ. Đây. Mấy hôm này say được mấy ngày đúng không nhỉ? Tuần thôi nhỉ? Hôm thứ bảy, chiều thứ bảy. Hôm nay thứ năm. Sao một tuần nhanh thật đấy. Không phải nhanh lâu quá, xây mãi xong chả quay được video quá. Mát bây giờ. Để hôm nào thì phải để bố của mình vào thì Hùng quay video nó mới đẹp. Định làm video nhưng mà không có làm được các bạn ạ. Rồi các bạn ơi thì là bố ăn không chưa? Bố ăn đi. Rồi bạn này thì là video của bố con mình đến đây là kết thúc nhá. Để trước video xem video rất là mong các bạn cho bố con mình xin chia sẻ đăng kênh của con mình nhé, mình cảm ơn rất nhiều. Ok, mình xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào tất cả mọi người nhớ đăng ký và ủng hộ bố con nhà mình nha. Bố con mình xin cảm ơn mọi người nhá. Chào mọi người. Chào bạn nhá.